Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đào Bích Hồng. Hôm nay rất vui được trở lại với các bạn một cái chủ đề mà trên con đường chia sẻ trí tuệ thì thầy giáo của tôi, cô giáo của tôi cũng đưa ra một cái chủ đề, đó là từ bi hỷ xả để chúng tôi có được những cái sự tự nhận xét, tự cảm nhận về về điều đó. Thì thực sự thì hôm nay tôi cũng tâm sự với các bạn về những cái hiểu biết của tôi, những cái cảm nhận của tôi với các bạn. Thì đây chính là những cái cảm nhận của riêng tôi, và tôi chỉ muốn chia sẻ cho các bạn. Còn các cái việc mà các bạn hiểu như thế nào thì do trí tuệ của từng người nhé. Thì với cái hiểu biết của tôi thì tôi biết thế nào thì tôi nói như vậy. Tôi biết thế nào thì tôi nói như vậy. Thì cái về việc về nói về các tôn giáo, đúng không? Nói về các tôn giáo thì tôi cũng đã đọc trong một cái cuốn truyện, đọc trong một cuốn sách, đúng rồi, trong một cuốn sách, đó là cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh. Thì cái cuốn sách này có một người bạn của tôi đã đang mượn để đọc. Và không, tôi để ở một cái tôi để ở một ở cửa hàng ở một nơi khác. Thì câu chuyện trong cuốn sách này kể về một người đã có một kiếp sống từng là một vị pharaoh ở Ai Cập. Pharaoh ở Ai Cập các bạn ạ. Thì người này trước kia, pharaoh chính là một vị vua của Ai Cập. Thì trong cái câu chuyện này có một phần nói về vị pharaoh và các giáo sĩ, gọi là các cái đạo sĩ được pharaoh này được sự ủng hộ của một đạo sĩ. Thì trong cái câu chuyện đó thì kể về các bậc đạo sĩ ở cái thời kỳ đó, thì họ biết được các cái quy luật của vũ trụ, và cái quy luật này có thể giúp cho con người giúp ích được cho con người đó. Thì các vị giáo sĩ này đã biết được cái điều này. Chính vì biết được cái bí mật này thì các vị giáo sĩ đã giữ lại cho bản thân họ những cái bí quyết này, và họ chỉ dạy cho các người dân những cái người nào mà các cái phép để người dân đến cúng dường tại các cái đền đài, đúng không ạ? Các cái đền đài. Thì hồi đấy các vị giáo sĩ là chủ của các cái ngôi đền đó, và những cái vật phẩm mà người dân cúng dường thì các giáo sĩ này sẽ sử dụng những cái vật phẩm đấy về cho gia đình của các giáo sĩ. Như vậy, các cái vật phẩm cúng dường chính là các cái quyền, các cái lợi ích mà các giáo sĩ được hưởng khi người dân cúng ở các cái ngôi đền đó. Vậy thì để bảo vệ cái lợi ích của tầng lớp giáo sĩ thì các giáo sĩ đã giữ những cái bí quyết này bằng các cái khi mà các cái sách vở, kiểu như là sách vở truyền dạy về các cái bí mật này thì đã viết thành những thuật ngữ mà người thường người ngoài sẽ không hiểu được. Chỉ có những bậc giáo sĩ truyền lại bằng các cái ngôn từ như thế thì những người được truyền lại mới hiểu được các cái bí mật này. Để mọi chắc là mục đích
là bảo vệ các quyền lợi của tầng lớp giáo sĩ. Ngoài ra các giáo sĩ này dùng được sự ủng hộ của các bậc vua chúa và dùng lợi dụng ngay cả những bậc vua chúa để ủng hộ họ, và sau đó lại lợi dụng họ đưa ra áp đặt các cái quy định để cho người dân xây dựng ra các cái đền đài nhiều hơn, làm tăng cái lợi ích của tầng lớp giáo sĩ. Trong cuốn sách đấy đã nói về cái điều như thế. Chính vì cái điều này khi mà các cái điều tinh túy chỉ được truyền dạy bởi những cái ngôn từ thuật ngữ khó hiểu, thì những cái bậc về sau thì người ta khó có thể lĩnh hội đầy đủ tất cả những cái điều tuyệt vời của những cái bí mật này, và nó sẽ dần bị mai một đi. Việc thứ hai, khi mà liên kết với các pharaoh để tăng xây dựng các cái đền đài và làm tăng cái mong muốn cúng dường của dân chúng đối với các cái đền đài, thì cái điều này không những không giúp ích được cho dân chúng mà thậm chí nó trở thành gánh nặng cho dân chúng. Chính hai cái điều này nó đã làm cho cái nền văn minh của Ai Cập bị suy đồi, nó bị suy thoái và dẫn đến cái sự diệt vong. Thì trong cái cuốn sách đấy đã nói, đã kể về cái điều này. Đó chính là một trong những nguyên nhân gây đến cái sự diệt vong của một cái nền văn minh vô cùng là cái nền văn minh Ai Cập là một trong những cái nền văn minh vô cùng rực rỡ ở thời kỳ quá khứ. Vậy đối chiếu với hiện tại của chúng ta thì đây đang chủ đề nói về Phật pháp, đúng không? Nói về cái từ bi hỷ xả, và đó là một trong số những cái ngôn từ của Phật pháp. Thì tôi muốn nói cái điều này. Trước kia ấy, tôi cũng rất là mong muốn tìm hiểu về Phật pháp. Thì Phật pháp nguồn gốc ấy, thì Phật rất là gắn liền với cuộc sống của chúng sinh, của con người. Nhưng Phật pháp và Việt Nam đã đi qua bằng các cái con đường khác nhau. Ví dụ như miền Bắc thì đi qua nền văn minh của Trung Quốc và Việt Nam, còn Phật pháp ở miền Nam thì đi qua các con đường như đi qua Ấn Độ, đi qua Thái Lan, đi qua Miến Điện hay thì tôi không nắm rõ, nhưng mà tôi đã nghe đâu đó cái con đường mà đi Phật pháp đi vào Việt Nam là đi qua hai cái con đường như vậy. Thì khi mà Phật pháp ấy, thì trong các cái nguyên lý của Phật thì không có một cái cuốn sách hay một cái tác phẩm nào mà do Phật đã viết ra, mà chỉ là những cái câu chuyện do những thế hệ sau ghi lại. Thì những câu chuyện này đã được thế hệ sau cải biên lên, tôi nghĩ là như vậy, cải biên lên, và nó đã thêm thắp để cho những câu chuyện đó nó trở nên kỳ bí hơn, huyễn hoặc hơn, và nó làm cho con người cảm thấy nó như là nó hoang đường, nó không thật như những cái câu chuyện đời thường. Cái điều này làm cho con người cảm thấy mình nhỏ bé trước Phật và phải cúi đầu trước Phật và cầu xin Phật. Nhưng cái điều thực sự Phật dạy không phải như này, như vậy các bạn ạ. Vậy sau này khi tôi đã có đủ những cái duyên để tiếp cận được một số những cái giáo lý chân thật hơn, gần gũi hơn của Phật, thì tôi đã nhận ra cái điều này. Trước kia tôi thực sự đây những có một số những cái cuốn sách đây, Phật giáo kinh tử
Phật giáo sinh tử kỳ thư. Tôi cũng cũng đọc cái cuốn này, nhưng mà thực sự là nó cái cuốn này nó nói về một cái những cái điều mà sau khi chúng ta đã chết thì thực sự nó không giúp ích được cuộc sống hiện tại của chúng, của tôi. Thực sự là nó rất là nhiều những cái tác phẩm nhưng mà nó bị huyễn hoặc hóa, hoặc nó không gắn liền với cuộc sống hiện tại thực sự. Cho nên là tôi dường như là chưa tiếp cận được, và tôi không có, nó không, dường như là không giúp ích gì đối với cuộc sống hiện tại của tôi. Cho nên là tôi cũng chưa có một cái điều gì tâm đắc quá đối với những cái tác phẩm đó, những tác phẩm mà nói là của Phật. Thực sự thì tôi cũng chưa nhận được cái điều này. Thì sau khi đã tiếp cận được một số các cái phương pháp và các cái giáo lý của Phật hơn, thì tôi giả sử như tôi nói một ví dụ là Phật ấy, tăng ni của Phật, tăng ni là những cái những người được Phật truyền dạy, đúng không? Gần như là thế hệ truyền nhân của Phật ấy. Thì có một Phật đã yêu cầu tăng ni một trong những cái điều là đi khất thực, các bạn ơi. Có nghĩa là cầm cái bát này và cứ đi ngoài đường đi khất thực để cho chúng sinh cho tiền vào trong cái bát khất thực đó. Thì ý nghĩa của cái việc này là gì? Ý nghĩa của cái việc đi khất thực này, thứ nhất, giúp cho tăng ni hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, khiêm nhường, nhẫn nhục. Khi mà cái tôi hạ xuống thì cái tình yêu thương đối với chúng sinh nó sẽ tăng lên. Thứ hai, cái tôi hạ xuống thì cái trí tuệ nó sẽ được khai mở, giác ngộ. Chúng ta sẽ thu nạp được nhiều trí tuệ hơn. Cái việc thứ hai là cái việc khi mà chúng sinh bố thí cho tiền cúng dường Phật, các cái tăng ni đó, thì nó tạo ra một cái thói quen cho đi của chúng sinh. Khi mà tạo ra một cái thói quen cho đi thì chính là tích cái phước báu cho chúng sinh. Chúng ta hiện tại hiểu về các quy luật vũ trụ, có nghĩa là khi chúng ta cho đi, nghĩa là chúng ta gieo hạt, thì chúng ta sẽ được vũ trụ đền đáp lại nhiều gấp nhiều lần so với những thứ mà chúng ta cho đi. Thì ở đây chính là một trong những cái phương pháp mà Phật đã dạy cho chúng sinh. Một việc nhưng mà tất cả đều có lợi. Thì đây chính là một trong những trí tuệ của những bậc giác ngộ. Việc thứ hai mà tôi thấy, tôi lấy ví dụ nhé. Khi mà một đệ tử đã hỏi Phật là Phật là một con người, là một người từ bi, đại từ bi với tất thảy chúng sinh, tại sao Phật lại không cứu độ tất cả chúng sinh? Thì Phật đã trả lời rằng, mặc dù ta có tâm yêu thương từ bi, yêu thương tất thảy chúng sinh, nhưng ta không có khả năng cứu được chúng sinh, mà chỉ có chúng sinh mới có khả năng tự cứu giúp mình. Một bậc trí tuệ, các bạn ạ. Phật nói Phật mặc dù yêu thương tất thảy chúng sinh, nhưng Phật không thể cứu giúp chúng sinh, mà chỉ có chúng sinh mới có thể tự cứu mình. Phật đã trao quyền, mang một trí tuệ cực kỳ to lớn, trao cái quyền quyết định cái vận mệnh cuộc sống cho bản thân chúng sinh, đúng không các bạn? Phật đã trao cái quyền cho tất thảy chúng sinh. Vậy Phật chỉ dạy cho chúng sinh những cái phương pháp để chúng sinh tự giúp mình, để chúng sinh có được những cái điều mà chúng
chúng sinh mong muốn, đó là hạnh phúc, là sự an lạc. Đúng không các bạn? Vậy cách đây 2500 năm, Phật đã nói về cái điều này. Phật đã dạy cho con người về cái điều này. Ngôn từ của hiện tại, ngôn từ hiện đại thì những người thành công nói là chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% những cái điều nó diễn ra đối với cuộc sống của chúng ta. Đúng không? Ngôn từ hiện tại thì chúng ta sẽ nói là như vậy, đúng không? Và chúng ta sẽ, khi mà chúng ta chịu trách nhiệm 100% thì chúng ta có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là một người khác có khả năng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thì Phật đã nói cái điều này cách đây hơn 2500 năm. Và Phật nói về luật nhân quả, đúng không? Về luật nhân quả có nghĩa là luật gieo hạt và gặt ấy. Thì tất cả những cái cuộc sống của chúng ta, nó xảy đến cho chúng ta đều là do những cái nhân ở đây chính là những cái suy nghĩ, những cái lời nói và những cái hành động của chúng ta trong quá khứ, thì nó sẽ tạo ra kết quả ở hiện tại. Và khi mà những cái hành động ở suy nghĩ, lời nói ở hiện tại thì sẽ tạo ra kết quả trong tương lai. Thì Phật đã chỉ ra chính cái quy luật này của vũ trụ cho chúng ta, để chúng ta có khả năng cải biến cái cuộc sống này của chúng ta. Chứ Phật không phải như chúng ta nghĩ là chúng ta đến cầu xin và Phật cho chúng ta cái điều đấy. Phật chỉ dạy chúng ta cái con đường, và chúng ta là một người chủ động, đúng không? Không phải là người đi cầu xin, mà chúng ta là người chủ động kiến tạo ra tất cả những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta có khả năng đó. Chúng ta có khả năng đó. Và Phật đã chỉ cho chúng ta là chúng ta có khả năng đó. Phật là một người vô cùng trí tuệ các bạn ạ. Đó chính là đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng khi mà những cái tầng lớp sau khi truyền vào Việt Nam của chúng ta thì đã thay đổi, cải biến để với những cái mục đích không phải như ban đầu của Phật là cứu độ chúng sinh. Đúng không? Vậy thì cái điều này, khi mà tôi nói đến cái điều này, nó giải thích vì sao mà Phật pháp hiện nay nó chưa đi vào cuộc sống của từng con người. Như giả sử như là bên Thiên Chúa giáo thì người ta có một khi mà các vị tông đồ, các cái vị thị đi theo Chúa thì đã ghi lại, tổng hợp lại thành một cái cuốn sách gọi là cuốn sách Kinh Thánh. Tôi thực sự là tôi cũng rất là mong muốn lĩnh hội được các cái trí tuệ của ấy. Thì đây là một trong công giáo. Trong cuốn sách Kinh Thánh là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tất cả các vị, của tất cả các vị lãnh tụ, những người thành công thực sự các bạn ạ. Bởi vì các cái bậc trí tuệ thì không có nhiều đâu, trí tuệ giác ngộ không có nhiều. Chúa Giêsu, Đức Phật và các vị trong đạo đạo Hindu tôi chưa được tiếp xúc nhiều với những cái tôn giáo khác, nên tôi chưa hiểu nó rõ, cho nên tôi không có được các cái hiểu biết nhiều. Nhưng mà tôi hiểu là tất cả những cái vị đó đều giống nhau, đều giác ngộ được cái trí tuệ của vũ trụ, và mục đích là giúp con người có khả năng sống tốt hơn, có khả năng hạnh phúc hơn, đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn cho chính bản thân con người. Thì Phật pháp hiện nay thực sự là chưa đi vào cuộc sống của chúng ta, bởi vì những cái giáo lý thì không được mà nói như những ngôn từ thông thường, mà lại có những cái thuật ngữ làm cho người thông thường không hiểu được. Các bạn có nghe thấy những cái bài kinh không? Ba la ba la ba la. Thực sự là tôi nói thật, kể cả giáo sư trình độ cao nhất thì cũng không thể hiểu được những cái bài kinh như vậy. Làm sao hiểu được? Tôi chả hiểu gì. Thực sự ba la ba la ba la ba la, nói tiếng Phạn như thế thì Tây cũng không hiểu được. Chịu.
chỉ những người học tiếng Phạn, các cái bậc tăng ni đã nói những cái ngôn từ hoặc là tâm bồ đề, tâm từ bi thì nói là tâm từ bi, nói tâm bồ đề cũng chẳng liên quan gì đến cái ngôn từ của Việt Nam. Bồ đề là cái gì? Lại mọi người thấy là một cái cây bồ đề, tâm bồ đề, không như tâm Phật. Tâm Phật là gì? Tâm Phật cũng là tâm từ bi, tâm yêu thương, đúng không? Tại sao nói những cái ngôn từ chẳng ai hiểu gì cả, những ngôn từ chẳng ai hiểu gì cả, thì làm sao mà những cái phương pháp đó có thể giúp ích được cho người dân? Thì thực sự đó, và có thể là chúng ta chưa có được những may mắn để tiếp cận được những cái chân lý, giáo lý, chân lý mà Phật đã chỉ cho chúng ta. Và khi mà chúng tôi có mong muốn thì vũ trụ đã đáp lại, và tôi đã có những cái nhân duyên để chúng tôi hiểu hơn về Phật Pháp. Và một trong số những vị truyền nhân của Phật Pháp đích thực đó là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã tiếp cận được với chân lý của Phật và đã giúp ích được rất nhiều người trên thế giới. Và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một trong những vị thầy tâm linh có ảnh hưởng thứ hai của thế giới sau Đạt Lai Lạt Ma. Thực sự, và tôi cũng đã có được dịp nghe thầy giảng pháp ở giảng pháp. Tất nhiên là trên các cái phương tiện hình ảnh. Thực sự bây giờ các cái phương tiện truyền thông nó thực sự hữu ích, nó không khó khăn như hồi xưa, cho nên chúng ta dễ dàng tiếp cận được với những cái chân lý hơn là ngày xưa. Thực sự, và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã để lại cho chúng ta 58-60 tác phẩm, 60 tác phẩm, những cuốn sách là những cuốn sách để lại cho đời chúng ta. Và tôi cũng đã sưu tầm những cái cuốn sách. Tất nhiên là tôi đang có cái nguyện vọng là sẽ tìm hiểu dần dần về những cái giáo lý chân thực của Phật. Và một trong những cái cuốn sách đó là cuốn Đường Xưa Mây Trắng, các bạn ạ. Cuốn Đường Xưa Mây Trắng thực sự là rất là dày, rất là dày. Thì trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng này, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nói Bụt là một người chứ không phải là một vị thần linh. Đó là chủ tâm của tác giả. Thiền Sư nói Bụt là một con người chứ không phải là một vị thần linh. Và chúng ta thấy hiện nay đúng không? Bụt chúng ta là một người đây. Bụt là một con người chứ không phải là một vị thần linh. Bụt như một con người lột ra hết các vòng hào quang thần dị người ta đã choàng lên cho Bụt. Không thấy Bụt như một con người thì ta sẽ không tới, thì người ta sẽ tới với Bụt là rất khó. Chính xác là như vậy. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nói câu này. Khi chúng ta thần thánh hóa Bụt như một vị thần linh thì cái việc mà chúng ta tiếp cận được với những cái cách thức của Bụt là rất là khó. Và con đường để đưa Bụt tới gần hơn với chúng sinh chính là cuộc đời của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với những cái tư tưởng người để lại là gần 60, bây giờ có thể là nhiều hơn. Nếu như tôi biết là 58 tác phẩm mà Thiền Sư đã để lại cho thế hệ chúng ta để chúng ta đến gần với chân lý của Bụt hơn. Thì những cái điều gì tôi biết được, tôi cảm nhận được thì tôi đã truyền tải, tôi nói với các bạn. Và những cái điều gì mà tôi chưa biết thì tôi cũng không dám nói. Tôi nói đây là theo những cái suy nghĩ của tôi, theo những cái hiểu biết mà tôi có khả năng tôi lĩnh hội được thì tôi truyền đạt lại. Còn có thể là trên với những cái trí tuệ của các bạn thì các bạn đã có những cái cách nhìn khác nhau. Thì chúng ta đều là những cái cách nhìn thôi. Tôi không phán xét với bất kể ai, bởi vì mỗi người sẽ có một cái năng kính và một trí tuệ riêng để nhận xét được một cái sự việc. Còn sự việc nó mang tính không, chúng ta nhìn như thế nào thì nó ra như thế. Và với cái năng kính của tôi nhìn nó như thế nào thì tôi chia sẻ với các bạn như vậy. Thì rất mong là tất cả những cái giáo lý của
của tôn giáo nó giúp ích con người trở nên có để giúp ích con người có được những cái trí tuệ để giúp cho con người có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mỗi một con người tốt đẹp hơn thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, và đó chính là một thiên đường tại thời tại trần tục của chúng ta. Và tôi rất mong Bụt sẽ, tất cả mọi người sẽ, bản thân mỗi con người và mỗi con người chúng ta đều chứa đựng những cái tâm của Bụt, của Phật, chẳng qua là chúng ta chưa khai phá ra những cái điều này thôi. Và một trong những con đường mà chúng ta khai phá được cái điều này là chính là cái phương pháp mà Bụt đã dạy cho chúng ta, và những truyền nhân như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gửi lại cho chúng ta. Và rất mong những cái điều này nó mang lại được cho chúng ta những cái lợi ích vô cùng to lớn đối với cuộc sống của chúng ta, và chúng ta tiếp cận được với những chân lý thực sự giúp ích cho cuộc sống hiện tại con người, chứ không phải là một nơi xa xôi như kiếp sau, hoặc là một cái gì đó mà nó không, nó xa rời với thực tế. Rất vui được trò chuyện, có cơ hội để trò chuyện với các bạn, và rất biết ơn các bạn đã nghe các cái điều mà tôi bày tỏ cho các bạn. Vô cùng cảm ơn các bạn, và chúc các bạn ngày một trí tuệ tinh tấn để giúp cuộc sống của mình được bình an, an lạc và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.